Manchester City sẽ thay đổi sao bóng và trận đấu được bắt đầu. Và đây là pha tấn công của Manchester City. Ronaldo. Neymar. Edison Cavani. Đó là pha sao bóng tốt, nhưng nó mang lại quả phá góc cho đối phương. Benzema. Tiến lên đi. Tuyệt vời. Mùa thắng vô của mắt của Sissoko. Cả đầu trong mơ mà thằng đã có xong cú sút đầu tiên. Tỷ số được mở 1-0. Benzema. N'Golo Kanté. Đã có lỗi dịch vị ở đây rồi. Trọng tài biên đã căng cờ lên xác nhận. Trọng tài chính hoàn toàn đồng ý với quyết định này và tiếng còi đã cất lên. Có thể có bàn thắng. Một cơ hội để đánh đầu. Đã không trúng mục tiêu. Benzema. Cầu thủ của United vừa thực hiện một pha phạm lỗi. Edison Cavani. Đây là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia đá phạt thể hiện. Neymar. Cơ hội nguy hiểm cho MU. Và chặn bóng kịp thời. Anh ta đã bắt được bóng. Sóng gió tạm thời trôi qua. Volley vẫn là phạt góc. Sút. Và ngăn chặn tuyệt vời. Benzema. Ilkay Gundogan. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha tranh chấp trên không đó. Đây đã có thể là một cơ hội rất tuyệt vời, nhưng đó lại là một tình huống vị. Thật không may, nếu không có tiếng còi vang lên thì chắc chắn sẽ là một cơ hội rất tốt để ghi bàn. Benzema. Edison Cavani. Cần phải tắt ngay. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Tát đi. Edison Cavani. Cơ hội ghi bàn cứu hòa từ pha đá phạt góc này. Cơ hội phản công.
không cần phải dừng trận đấu lại vì ông trọng tài đang cho họ hưởng lợi thế. Nainggolan. Tình huống lấy bóng của Thiago Silva. Joaquin. Rất nhanh. Quá sớm để di chuyển ra phía sau, viết vị. Trận đấu được cộng thêm 4 phút bù giờ. Nainggolan. Hiệp 1 của trận đấu cũng... Hiệp 2 trận đấu tại Old Trafford xin được bắt đầu. Rất nhanh, quả ném biên đường hiện ngay. Nainggolan. Cơ hội. Sissoko. Ilkay Gundogan. Benzema. Sút. Không có bàn thắng, rất đáng tiếc. Vâng, rất đáng tiếc, vừa rồi là một cơ hội phản công rất tốt nhưng họ đã bỏ lỡ nó. Edison Cavani. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Sút. Anh ta đã bắt được bóng. Chấp nhận một pha phạt góc. Và đây là pha tấn công của cầu thủ Manchester United. Mất bóng trong vòng cấm. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Quá đáng tiếc cho chúng tôi rồi. Chính xác là như vậy, đó gần như là cơ hội tốt nhất từ đầu trận đến giờ để cất bằng tỷ số. Jordi Alba. Benzema. Kanté. Ồ, một cơ hội tốt và anh ấy đã bỏ lỡ nó. Varane. Neymar. Joaquin. Không cần phải vội. Neymar. Tăng tốc. Và ngăn chặn tuyệt vời. Vẫn tiếp tục là phạt góc. Thủ môn không cần di chuyển vẫn bắt được bóng. Edison Cavani. Mất bóng. Nainggolan. Ilkay Gundogan. Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Cần phải làm gì đó khác hơn để thay đổi cục diện trận đấu này. Đó là gì mà khán giả chủ nhà đang gào thét. Phải là như vậy. Các cầu thủ chủ nhà dường như đang quên mất họ đang được chơi trên sân nhà. Trận đấu rất căng thẳng dù Manchester City đang dẫn trước. Tiến lên đi. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Neymar. Ồ, rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm.
và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Tôi không thể tưởng tượng nổi thủ môn của Manchester City lại có thể chơi trận đấu hay như thế này. Cristiano Ronaldo, thủ môn đã dướng người hết sức và đã cản được. Stekelenburg đang cho thấy phong độ xuất sắc của anh ta ở chỗ này khi đã giữ sạch lưới suốt chín phút vừa qua. Các trung vệ vẫn chưa kịp lui về, cơ hội phản công. Joaquin, anh ấy trông khá mệt mỏi với quả bóng. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay đã chính thức khép lại.